Bộ Công an thông tin vụ nhóm góp phơ đánh bạc ở Vĩnh Phúc có giám đốc công ty Trần Lê Gia. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, nhóm 22 góp phơ đánh bạc mới bị tạm giữ là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế đến từ nhiều địa phương để tụ tập tổ chức sát phạt nhau. Ngày 22 tháng 3, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, hiện đang tạm giữ 22 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi poker. Vào lúc 23 giờ 45 ngày 20 tháng 3, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện, bắt giữ quả tang đối tượng Trần Anh Linh, sinh năm 1976, là giám đốc công ty Trần Lê Gia ở thành phố Hồ Chí Minh và 21 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đánh bài poker. Bước đầu xác định có 5 đối tượng tổ chức và 17 đối tượng có hành vi đánh bạc. Vật chứng thu giữ tổng cộng 4.650.000 điểm phỉnh, tương đương 4.650.800.000 Việt Nam đồng và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan. Đây là nhóm đối tượng hoạt động với quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế đến từ nhiều địa phương để tụ tập tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các đối tượng trên tập trung về khách sạn DIC Star thuộc phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên để chuẩn bị thi đấu một giải golf tại tỉnh Vĩnh Phúc, rồi tổ chức sát phạt nhau thì bị phát hiện, bắt giữ. Nhà chức trách cho hay, hiện Cục Cảnh sát Hình sự đang tích cực củng cố tài liệu chứng cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, điều tra theo quy định của pháp luật.